sau khi mình tính xong xuôi mọi thứ rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình thiết kế nè. Đừng có cho vô một hàm đồ sĩ làm gì nha, cứ để sang bên cạnh. Đầu tiên là mình cho cái logo hay là cái tên gì đó ha. Tôi thích ghi chữ là blog thời trang vậy ha, thời trang Mai Sân ví dụ như vậy. À, tôi cho cái thôi. À, fashion blog đi. Mai mốt mình sẽ kiếm cái logo, hoặc mình muốn kiếm logo luôn cũng được. Đấy ha, lên đây ghi chữ fashion logo. À, lấy cái logo nào đó thêm chút block nữa cho nó rồ hơn chút đúng không? Đấy, mình sẽ lấy cái nào cái cảm thấy nó dễ thương chút, lấy luôn cái này đi. Đâu rồi, chạy vào đây so sánh và cố vào đây đi này ha, cho nó đen đen trắng trắng cho nó hợp nè. Giờ mình copy nó nha. Giờ đưa vô. Thấy nó to rồi, lung tung đủ thứ đúng không? Giờ không biết làm sao mình cho dipping mask ở trong này như thế nào nha, coi thử coi. À, mở Figma lên. Bây giờ tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật. Tôi bảo tôi chỉ cho phép nó hiển thị trong cỡ thế này thôi. Đó. Để không save vào Ctrl V sao được, Ctrl V nó ra đây. Nó đâu có vào trong cái ô đó. Đấy ha. Ở đây thì không phải là phần mềm để cắt đâu, nó không có cắt, nó không có đánh xén. Em coi hết tất cả đây, ở đây là dao để cắt xuất hình cho web thôi. Ở đây không có đánh xén. Đấy ha, và đưa vào dipping mask thì ít nhất thì cái này mình cũng phải cho vào trong một cái cho tấm hình xong mới đưa vào đây được, chứ cần copy vô thì nó ra nguyên con vậy nè. Đấy ha, thì bạn sẽ trở lại đàng hoàng. Vào lại trang này. Rồi ha, save này xuống đàng hoàng. Mê vào trong anh bạn này của mình đi. Rồi, đặt logo nhá. Cô đang để cho em mít hình trong đây. Giờ thử logo này sao, nếu không thì vẫn phải mượn cái mở Photoshop này mà cắt nhá. Rồi, thử đưa vào đây xem như thế nào ha, bạn chọn cái hình nha. Rồi, xong rồi em mở vào đây, em nói là Black in Me. Rồi em mới chọn cái logo. Em nick vào đây. Hiểu không? Đấy, dipping mask vô cùng easy ở đây. Không có khổ như hôm kia phải để cái này ở trên, cái này ở dưới thì đặt vô. À, cho nên cái từ là black image là như vậy, đặt hình vào trong ô. Chẳng qua đây nó tô màu á. Hồi nãy mình nói đó, mình nói lý thuyết á, tô nhiều màu á, mà tô bằng một tấm hình thì cái này là tô tấm hình thôi. Thì cái này nếu muốn sửa thì double click vô. Đó, đây là hình này, muốn đổi hình khác không? Chọn vô lấy hình khác. Đấy ha, thì chẳng qua là nó đưa một tấm hình vào tô màu thôi. Đó, thì đây rất là easy. Đó, đỡ khổ rất là nhiều, bỏ chữ này đi ha. Đó, cái này nhìn vùng pro hơn chút xíu. Rồi, thì bạn sẽ muốn đưa vào giữa luôn thì bạn sẽ nick vô đây. Nick vào giống vào giữa này, nhưng mà tại vì làm sao giống vào giữa theo trang của nó, chỗ nào cũng đi rồi. Vậy đi, đấy ha. Sau đó bây giờ mình chia 3. Cái này 3, cái này 6, cái này 3 đúng không? Thì giờ bạn sẽ lấy một cái tin bài ngon lành ở ngoài này của bạn này nhá. Đưa cái hình này đẹp hơn đi ha. Đó, tôi lấy cái đoạn text này. Rồi copy nó nha. Tí nữa có gì cần thì mình bỏ bớt. Thì anh bạn này tôi muốn đưa vào cột 6 ngay ở giữa rồi nè. Tôi đưa cột 6 text nằm đây nha, cái text quan trọng giống như cái bài chính á, theo xu hướng mà nó sẽ cho ở đây, xong rồi một ít text ở đây. Rồi, cái này là một cái tin theo xu hướng của mình sẽ nằm đây, đây là đây, đây là giống như kiểu nó chia ra, đây là về kiến trúc đúng không, đây là like những cái tin nóng hổi, còn đây là những cái bài theo xu hướng. Rồi nó sẽ chạy xuống đây đi, cho cái hình nó đây vào xu hướng trên này nhá. Rồi bây giờ bạn sẽ về bên Figma. Text đang lưu đúng không? Thì mình kéo làm sao nằm trong khoảng 6 ô thôi. 1, 2, 3, bỏ. Đúng không? Tôi sẽ bắt đầu lấy từ chỗ này. Chúng ta lấy cái text. Mình rê từ đây qua tới đây. 6 ô thôi nha. Đó, 6 ô của tôi đây. Ctrl V đây. Thì tôi bỏ bớt mấy cái ngày tháng năm này đi. Bỏ lại cái này đi. Tôi chỉ ghi cái chữ này thôi. Và nó căn giữa nữa. Hồi nãy mình làm text mà cũng chưa căn giữa luôn. Đúng không?
chưa có nói. Thì heading 1 thì đúng rồi này. Giờ cho cái căn giữa. Chữ nhiều quá. Đúng không? Một cột triển lãm mang tính hai cái lịch nữa. Đã nhiều rồi chứ. Thương hiệu giày. Rồi cái này xem tờ đi. Cho nó xuống dòng ha. Vậy là cái tài đầu tiên, với lại mình cũng có thể làm cho có đậm có nhạc một chút. Ví dụ như anh bạn này, một cuộc triển lãm này nha, thì bạn sẽ lấy cái màu nhạt hơn xíu. Xả danh sách màu ở đây ha, mình đang liên tập này, tôi nói màu nhạt, nhạt như vậy. Đó. Thì cái này nó sẽ đậm hơn, nhìn nó đỡ hơn xíu. Đấy ha, giờ mình đến đây, hoặc là mình cho cái này style nhỏ. Một cuộc triển lãm này chúng ta sẽ lấy cái text nhỏ xíu. À, đâu rồi, xả danh sách này ra, đúng không? Hồi nãy mình nọ chở heading 3 đi. Đó, vậy đó. Yeah, cái này là cái chính. Thì như vậy thì nó đỡ hơn. Chữ gì đâu mà to đùng mà cứ tràn lan như vậy ha. Với lại chúng ta cũng mặc dù là 6 thật đấy, nhưng mà bạn có thể kéo bớt vô, nó khoảng giữa giữa thôi, đẹp hơn. Giữa giữa của 6 thôi. Gỡ vài. Đấy ha. Rồi anh bạn này xong. Bây giờ cô đến cái tấm hình này. Chỗ này. Cô đưa hình vào ở cái control trừ này nè. Chỗ này ha, chỗ cái best bar này nha. À, thì cô đưa cái này là có phải là cũng là 6 ô luôn đúng không? Rồi cái này là tin khác nữa. Kệ đời á, mình lấy hình mình đưa lên ha, rồi cho một cái đoạn text nào đó lên trên đây. Tại vì cái này thật tình thì đâu rồi? Nó chỉ có tin thôi. Đúng không? Rồi form cái gì vào đây thôi, rồi gõ chữ xu hướng thôi. À, còn bây giờ đây là một cái tin khác thì giờ kệ nó đi, mình lấy cái hình để lại, còn lấy cái hình khác cho xuống đây và để lấy cái hình khác cho cái tin khác vô ha. Giờ bật về đây. À, cái hình này hồi nãy con lấy rồi thì phải. Ví dụ mình thử copy vậy nè, mình paste vô con có cho không nha. Đừng có paste ở không được. Paste đâu nó không nằm trong ô. Bây giờ mình sẽ cho nằm trong 6 ô nha. Nằm trong đây, đưa hình vào đây thì mình phải xuất ra in bỏ ra ngoài với lách vô đây các bạn. Nha, cho nằm đây. Thế có nhiều người bảo cô ơi, em không muốn lấy chỗ này, em muốn lui lui xuống giờ sao? Double click vô. Đấy ha, xong rồi vào đây em thử di chuyển được không? Đây nè. Nó chỗ này là tính về biên tập màu mè của nó ha. Contrast này kia màu mè còn cho cái hình mọi thứ ha. Còn cái này là xoay hình. Còn cái này là fill, mình không muốn fill thì mình muốn là fit thì nó khớp vô. Rồi mình muốn là thay thì nó lặp lại 50%, tôi nó lặp lại 100% thì nó sẽ fit vô không? Ha, thì vậy là mình sẽ vẽ nu lên chút. Đấy ha, đấy là chọn size, chọn drop thì nó sẽ xén. Mình muốn tới đâu mình kéo kéo cái tự nhiên nó xén lại. Ha, mình muốn xén ở đâu thì tùy mình, thì mình có quyền kéo lại nè. Vậy là mình muốn di chuyển cái hình ở trong cái living mask á, mình chọn cái drop. Hiểu không? Xong rồi em muốn lấy chỗ nào thì em để. Thì tôi muốn thấy tại vì thời trang mà đâu thấy người làm gì cần vừa thấy giày vừa thấy túi. Đấy ha, thì tôi thấy để như vậy, xong rồi tôi để. Còn nếu em muốn xoay là đặt đây là. Đó, nó xoay hình lại này. Đấy ha, đó thì ta biên tập hình nó nằm ở đó. Thì sau khi anh bạn này tôi cho 6 ô xong rồi tôi để ở đây. Thì tôi thích để vậy cũng được này. Tôi cũng làm theo hướng khác chút. Đấy ha. Rồi đi tiếp tí xíu luôn nhé. Ở bên đây. Tí nữa mình cho bạn một ít text lên. À, một ít text lên xong mình cho chữ trắng này nãy mình cũng có rồi đó. Bây giờ mình lấy cái chữ khác nha. Coi như không phải của bài đấy. Myson. Rồi. Mình lấy cái tại tách trên này. Trời nắng nóng gì đó. Đấy ha, phải phối đồ không hợp lý đúng không? Đấy, xu hướng thiết kế làm cho bên trái à. Kệ đó để đó đi, lấy cái xu hướng thiết kế này cho cô. Để làm cho cái phần architect và tương tự như vậy chúng ta xem email này xuống nha. Đưa vào đây. Thì để chi chúng ta làm cho cái phần architect ở bên đây nè. Nhìn hình nha. Architect ở bên trái nè. Máy gì? Đây ha, architect đây nè. Mình cho hình đây, cho bài viết xuống dưới đây. Nha. Rồi. Bây giờ thì mình cho hình vô. Vẽ một cái hình. Hình này chỉ được quyền 3 ô mà thôi đúng không? Thì là 3 ô nằm từ đây tới đây. Nó như vậy. Rồi đưa cái hình hồi nãy vô.
em nhìn em đừng có sợ nữa. Em không muốn nhìn thấy lưới rất là dễ. Em chọn một cái frame này này, cái desktop này của mình ha. Sau đó mình ẩn mắt đi. Xin lỗi, cái này không phải lưới đâu rồi. Đây. Đấy là không thấy lưới nữa, bài mình đây nè. À, thì lưới nó không, lúc mình xuất ra nó không thấy lưới nha. Nhìn như vậy nhưng mà mình xuất ra kích đây nè, run như vậy nè, present nè, à, ra trang web thiệt luôn á, nó không có thấy lưới đâu mà lo. Còn trong quá trình mình làm ấy, mình muốn thấy lưới thì mình tắt đi. Được chưa? Vậy thì nhìn nó dễ thương vậy nè. Chứ nếu mà cái text này để to bù bùng này từ trên dưới nhìn ghê lắm. Thế cho nhạc có đậm ha, có nhạc có đậm. Rồi xong cái mình sẽ đưa vô thì bên này ba, cục ở giữa là 6 thì nó sẽ dễ chịu hơn nha. Rồi đó thì mình đóng cái này xuống không sao cả. Thì cái này mình thích mình có thể cho nó ngang bằng. À, ngang bằng với cái này, tự động nó hít ngang cho mình thoải mái lắm. Không có sợ ha. Bây giờ text tôi đang lưu thì tôi sẽ rê bao tôi cho một cái đoạn text nhỏ nhỏ ở đây, thì text này là hồi nãy mình cho nó là đây là heading 3, heading 4 gì đấy. Thì chả sao cả, chúng ta cứ cho vô ha, xong rồi mình sẽ chọn vô. Mình xả danh sách đây, bắt đầu mình chọn text thôi. Heading mấy nè, bỏ này ra ha, xong mình chọn text. Heading 3 chẳng hạn. Đấy. 6 xu hướng gì đó vào đây. Chỗ này. Rồi, thêm cái ngày nữa ha, thêm tác giả nữa nha, bao nhiêu cái comment này nữa nha. Vậy thì mấy cái comment này lấy ở đâu ra, mấy icon lấy đâu ra? Bây giờ tôi cho cái architect ở trên này, cái chữ architect đã nha. À, mình không có ghi cái tiếng architect mà chúng ta có là kiến trúc đi, bật cáp lên có chữ kiến trúc. Rồi cái kiến trúc này tôi muốn chữ nó nhỏ nhỏ, hiện bây giờ tôi chưa làm style cho cái kiến trúc này ha. Thì tôi gỡ cái này ra, tôi thử coi heading vừa nãy mình có nào heading 4 không? Không có đúng không? Kệ, làm chậm lấy cái này trước đi. Ha, xong rồi mình tách ra mình cho nó bold. Tách ra ha, lấy cái đúng 18 nhưng mà mình cho bold lên. Regular. Xả danh sách này, mình cho nó bold lên. Nha, vậy thì cái này mình làm xong mình cho thành một cái style riêng cho những cái chỗ mà chúng ta muốn cho nó bold, nó mạnh lên ở đây ha. Rồi tôi muốn đổi Mary cái Mary đi. Mary Weather cho chỗ này. Đấy ha, tôi tạo thành một style của tôi. À, cái này là nhấn đi. Đó thì chúng ta có một cái anh bạn này, một anh bạn này. Rồi chúng ta tách nho nhỏ nè. Ngày tháng năm chứ không có tách nhỏ, và đây ha, có một cái đường hai cái đường viền. Rồi có cái hình này lấy đâu ra? Lấy ưu tiên cho phòng phong âu sầm. Hoặc là ví dụ bạn có thể, để tôi kéo đường thẳng đã, rồi tôi từ từ từng bước nói ha. Qua đây lấy đường line đã, vẽ đây cái mà thấy cái chữ này vẫn lớn ha. Tí nữa tôi sẽ cho một cái loại cái text nhỏ nhỏ lại, tại Việt Nam mình nói nhiều quá, nói lớn quá đúng không? Rồi ha, hai cái Ctrl C Ctrl V luôn cho nó nhanh được không? Kéo xuống cỡ vậy ha. Rồi mình cho nhạt nhạt lại nha. Hai cái này mình lấy cái màu có sẵn đấy, để có gì về sau mình sửa đúng không? Mình lấy cái màu nhạt nhất như thế này đi, nhạt vậy đấy ha. Bây giờ mấy cái icon thì ở đâu ra? Ở trong này không có cho thấy icon ngay đâu nha, không có. Và bây giờ bạn mà chạy qua giờ tạm thời nó không, bạn cũng không cần phải save nha, em làm xong bạn là save rồi đấy ha. Giờ tôi chạy ra ngoài, vào đây tôi back to file, tức là quay trở về cái thiết kế của tôi, cái góc của tôi, của mấy chị ra thì thấy liền đâu rồi. Icon rồi ta gỡ, mà tao chắc tao xóa mất rồi. Rồi nếu nếu phong Google phong âu sầm thì sao? Tôi nói luôn phong âu sầm thì cái đó là comment đúng không? Chúng ta thử xem trong này phong sầm 4.7 cơ, 5 chấm cũng được. Còn chân ép coi, phải chít xít cơ. Chít xít, chít xít, chít xít 4.7 cũng được. Rồi ha, cầm chân ép. Bạn thỏ dưới cái comment coi. Viết nhiều thế. Đóng này xuống đi. Cầm đi siêu mà trong này nó có bao nhiêu comment nó đánh dấu ở đây này. Đúng không? Đó, thì tại mình muốn biểu đó ở cái chỗ đó là bao nhiêu người comment rồi ấy. À, thì mình có thể, ví dụ tôi thích cái nào, cái này đi.
comment, có comment rồi thì mình lấy cái nào, cái này comment rỗng này, này có comment rồi nè đúng không, lấy cái này đi, copy cái này nha, rồi mang qua Figma chạy trở vô nha, vô đây à, đâu là ta đúng không, double click này, double click vô nó mở lên á, rồi cần chôn cộng lên làm sao đưa vô này, nó cũng là tag thôi cho nên em lấy cái tag em đặt chọn cái em cần chôn b cái này ra đấy ha, thì nó nằm cái ô vuông vậy này, thì em xả danh sách ở chỗ này, nếu mà đang có này thì mình gỡ ra ha, rồi chọn nó gõ chữ phong thì nó lên hai loại phong, phong brand là không đúng nha, mình xả danh sách ra lấy này nè, cái này là phong 5 chấm nha, vậy bạn có thể lấy 5 chấm cho không nhất thiết phải lấy là phong 4.7 được không, và chúng ta có được anh bạn này mình lấy cái màu nhạt như nãy mình nói đúng không, à, nếp vào đây lấy cái màu nhạt nhạt đó, rồi đưa nó vào cái chỗ kia đấy ha, rồi chịu khó từ cái lớn cái nhỏ gì mà khi nó làm sai rồi á thì chịu khó làm đúng luôn đó. Màu nhạt quá thì cho đậm lên xíu, gỡ ra rồi lấy màu này ví dụ như vậy nhé, rồi bao nhiêu người comment thì chúng ta sẽ nhìn bên kia, chúng ta nhỏ chữ vô xong rồi gõ ngày vô nhé, tôi ngưng được chưa, cái này tôi thấy vẫn lớn á, tí nữa mình chỉ cho nhỏ xuống, tại vì ví dụ như ở đây ha, à, cô nói là tôi đã chọn ở đây là phong heading 3 rồi vẫn lớn, vì tôi sửa heading 3 luôn nhé, à, tôi chọn heading 3 xong rồi tôi vào chỗ đâu rồi, chỗ edit đấy ha, tôi cho nhỏ xuống 18 rồi đấy thôi được rồi đấy ha, rồi tag thì cho lui vô một xíu, tức là nó phải có padding margin hai bên xíu đó, rồi xong nó bên này nhìn nó mới đẹp, đưa cái bộ này lên trên gần gần vô đây một chút, bắt đầu mình cho ngày tháng vào đây nha, thì cái chữ kiến trúc thì nó nuôi xuống, nó nằm trùng trùng gần gần với nhau trong cái bộ này, tức là ngoài này nó giống như là một cái showroom nho nhỏ ấy, mỗi cái nó đưa một chút, kiến trúc có bài này là nick vô đưa đọc đúng không, kiến trúc này, rồi những cái gì đang thời thượng này, rồi đây là theo những cái bài theo xu hướng này, rồi cái này hồi nãy là tin thể thao này đúng không, rồi hay cô gửi nhé, chúng ta cho chút 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 chung có rồi, để hồi cái phim nó dài thì nhìn nó